Ngày 15 tháng 6 năm 2021, liên danh Vinaconex Trung Chính đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội tổ chức lễ động thổ gói thầu 01 VT2XL thuộc Dự án Đầu tư Xây dựng Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Thực hiện nghi thức động thổ, dự án đại diện cho Vinaconex có ông Dương Văn Mậu, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tổng Công ty và ông Nguyễn Hữu Tới, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cùng đại diện của chủ đầu tư và liên danh. Phạm vi công việc gói 01 VT2XL gồm thi công xây dựng cầu chính vượt dòng chủ, bao gồm cả đường công vụ, cầu phao, mối nhô phục vụ thi công. Trong đó, cầu chính vượt dòng chủ có sơ đồ kết cấu dầm hộp đúc hẫng, chiều dài hơn 955m. Đây là gói thầu thứ hai Vinaconex tham gia tại dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Theo thiết kế, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 chạy song song với cầu Vĩnh Tuy hiện tại về phía hạ lưu sông Hồng, có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện toàn bộ đường vành đai 2 của thành phố Hà Nội. Cây cầu có tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng.